Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh Cuộc Sống Thôn Quê Miền Tây ha. Thì hôm nay cũng ngày đầu tiên đó các bạn, vì trở về chỉ thị 15 của chính phủ ha, ở huyện Tân Hiệp mình đó các bạn. Thì xe cuốc đi làm buổi ngày đầu tiên nè, những ngày giãn cách đó các bạn. Thì đậu không, bây giờ đi làm ngày đầu tiên. Đó, ngày đầu tiên vì mình được ông tài xế, anh bạn tài xế anh điện mình đi quay ha các bạn. Hôm nay mình cũng đi được rồi, đi vòng vòng trong huyện mình ha. Còn chỉ thị 15 gì mình đi làm được. Thì hôm nay thì xe cuốc đi ngày đầu tiên rất mắc luôn bạn, trúng bánh luôn á. Sáng giờ nghe nó tài xế múc dữ lắm rồi. Múc này xong sáng là lúc cần luôn bạn, cần này cần qua khúc các bạn. Video mình có quay hoài cho bạn xem đó. Cái cần luôn ha, thì cần qua khúc nó cũng tiện các bạn, vì sâu quá nó cúp cái cần khúc giữa xuống, cúp khúc giữa xuống là múc được. Ôi trời, chuyển mưa kìa, mà thấy trời chuyển mưa đang tỉnh chân à. Rồi, chắc mưa rồi các bạn. Nhưng tiền hết rồi. Rồi, mưa tới rồi. Gió hồi chắc bay hay sao.
quá sâu rồi.